Cảm ơn quý vị đã đón theo dõi thông tin thời sự trên kênh truyền hình VRT. Chương trình Hòa nhịp phát triển với những ghi nhận tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ giúp quý vị nắm bắt những thông tin, diễn biến, vấn đề đang diễn ra tại các địa phương. Chương trình trưa nay thứ hai 30 tháng 12 sẽ có những nội dung đáng chú ý. Xuyên Mộc phấn đấu đến năm 2020 có 10 trên 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 1.500 vận động viên dự ngày hội Lân Sư Rồng năm 2019. Năm 2019, tai nạn giao thông ở thị xã Phú Mỹ vẫn diễn biến phức tạp. Mở đầu chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay sẽ là những ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc. Phấn đấu đến cuối năm 2020, trên địia bàn huyện Xuyên Mộc có 10 trên 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Bưng Riền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các xã Hòa Bình và Phước Thuận tiếp tục thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Ba xã Hòa Hội, Hòa Hiệp và Phước Tân hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới quý 1 năm 2020. Hai xã Bình Châu và Tân Lâm đạt thêm từ 2 đến 4 tiêu chí nông thôn mới. Đây là mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới vừa được huyện Xuyên Mộc đặt ra trong năm 2020. Hiện nay, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc có 4 trên 12 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Bưng Riền, Xuyên Mộc, Phước Thuận, Bảo Lâm. Năm 2019, các xã trên đã nỗ lực thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Kết quả xã Bưng Riền đạt 15 trên 15 tiêu chí, các xã Xuyên Mộc, Phước Thuận, Bảo Lâm đạt từ 7 đến 9 tiêu chí. Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019, đến nay, 3 xã Hòa Bình, Hòa Hưng và Bông Trang cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh xét công nhận đạt chuẩn trong năm 2019. Hai xã Phước Tân, Hòa Hiệp cũng đề nghị ban chỉ đạo tỉnh thẩm định xét công nhận đạt chuẩn trong quý 1 năm 2020. Hai xã còn lại là Hòa Hội và Tân Lâm hiện đạt từ 15 đến 17 tiêu chí nông thôn mới. Thực hiện Nghị định số 17/2018 của Chính phủ, năm 2020, huyện Xuyên Mộc tiếp tục hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá xa bờ, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tàu cá khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Bên cạnh đó, huyện phối hợp với Ban Quản lý Dự án chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ dự án kênh mương nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản. Tổng số tàu thuyền hiện có của huyện Xuyên Mộc là 705 chiếc, với tổng công suất trên 115.900 mã lực. Năm 2019, giá trị sản xuất ngành thủy sản của huyện trên 668 tỷ đồng, tăng gần 3% so với năm 2018, nhưng chỉ đạt 98,5% so với kế hoạch giao. Nhìn chung, hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn huyện đã từng bước hướng tới ngư trường xa bờ, giảm dần những loại hình khai thác gần bờ, gây suy kiệt nguồn lợi thủy sản. Những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đánh bắt hải sản trên biển, công tác phối hợp kiểm tra xử lý tàu thuyền khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU tiếp tục được huyện và ngành chức năng tỉnh triển khai rộng rãi đến bà con cư dân. Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, công tác giám sát dịch bệnh thủy sản và dùng nuôi tôm tập trung, kiểm tra an toàn vệ sinh thủy sản đối với các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến và tiêu thụ thủy sản cũng được ngành chức năng của huyện thực hiện thường xuyên. Nhận thấy mô hình nuôi dê phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của chị em phụ nữ địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bào Lâm, huyện Xuyên Mộc đã chọn mô hình khởi nghiệp nuôi dê để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình. Bước đầu, mô hình đã mang lại hiệu quả đáng ghi nhận. Từ năm 2017, Hội Phụ nữ xã Bào Lâm, huyện Xuyên Mộc đã vận động tạo điều kiện cho chị em khởi nghiệp với mô hình nuôi dê. Theo đó, mỗi chị em được vay 10 triệu đồng tương cùng quỹ khởi nghiệp của Hội Phụ nữ xã để thực hiện mô hình này. Sau 2 năm thực hiện mô hình, toàn xã Bào Lâm đã có hơn 30 gia đình hội viên phụ nữ vay vốn nuôi dê với tổng đàn hơn 1.000 con. Trong số đó, nhiều gia đình đã thoát nghèo và có thu nhập đáng kể từ mô hình này. Ghi nhận tiếp theo tại thành phố Vũng Tàu. Ngày 29 tháng 12, Nhà Chăn Quá Thanh Niên tỉnh tổ chức Ngày Hội Lân Sư Rồng lần thứ 5 năm 2019. Ngày hội Lân Sư Rồng lần này do Nhà Chăn Quá Thanh Niên tỉnh tổ chức thu hút hơn 1.500 vận động viên của 54 đoàn Lân Sư Rồng đến từ 14 tỉnh thành khu vực phía Nam như Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Trà Vinh, Tây Ninh, Kiên Giang, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.
Tại ngày hội, các đoàn đã biểu diễn sôi nổi các tiết mục trống hội, múa lân, múa rồng, mai hoa thum, võ thuật. Đặc biệt, chương trình có màn đồng diễn của 400 vận động viên với 150 con lân và rồng xếp chữ BRVT. Đây là màn đồng diễn lân sư rồng có sự tham gia với số lượng vận động viên đông nhất qua 5 lần tổ chức Ngày hội Lân sư rồng. Ngày hội Lân sư rồng lần thứ 5 năm 2019 thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là trẻ em đến xem cổ vũ. Hội Phụ nữ thành phố Vũng Tàu hiện có gần 64.000 hội viên. Năm 2019, phong trào dân vận khéo với nhiều mô hình thiết thực đã được Hội Phụ nữ thành phố triển khai hiệu quả. Năm 2019, Hội Phụ nữ thành phố Vũng Tàu thực hiện năm dân vận khéo với nhiều mô hình hiệu quả. Thông qua các mô hình dân vận khéo này, các cấp hội trên địa bàn thành phố đã xây dựng được 286 tuyến đường phụ nữ tự quản, duy trì hoạt động 145 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và 127 tổ tư vấn pháp luật để làm công tác hòa giải và tuyên truyền pháp luật ở cơ sở. Đặc biệt, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ cho 42 hội viên vay vốn sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp với tổng số tiền hơn 1 tỷ 100 triệu đồng. Chuyển sang những ghi nhận tại huyện Long Điền. Năm 2019, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động được Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Long Điền tổ chức thực hiện có hiệu quả. Và thành quả nổi bật nhất là phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đóng góp quỹ vì người nghèo với số tiền 1 tỷ 400 triệu đồng. Năm 2019, thông qua các nguồn vận động, Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền đã xây mới và sửa chữa 20 căn nhà đại đoàn kết. Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện còn vận động người dân và các doanh nghiệp đóng góp trên 380 triệu đồng vào quỹ đền ơn đáp nghĩa để chăm lo cho gia đình chính sách, người có công. Vận động người dân đóng góp trên 470 triệu đồng để bê tông hóa đường nông thôn, kênh mương nội đồng và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Theo báo cáo của huyện Long Điền, năm nay huyện có trên 94% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% khu phố ấp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên 92%. Từ đầu năm đến nay, huyện Long Điền đã tích cực vận động các gia đình đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại huyện Long Điền. Các hủ tục lạc hậu trong đời sống thường chật dần loại bỏ, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ thu hút đông đảo người dân tham gia. Đến nay, huyện có 11 mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình, 52 trên 52 khu phố ấp có câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững. Thời gian tới, huyện Long Điền tiếp tục tập trung triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, nhiều cuộc vận động phong trào của đoàn như thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc được huyện đoàn Hội Thanh niên huyện Long Điền triển khai sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi tại cơ sở. Năm 2019, huyện đoàn Hội Thanh niên huyện Long Điền huy động nhiều nguồn lực để xây tặng một ngôi nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng 51 thẻ bảo hiểm y tế, 66 chiếc xe đạp trị giá gần 100 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó, học giỏi. Huyện đoàn Long Điền đã trao trên 1.000 suất quà trị giá gần 800 triệu đồng cho các em học sinh nghèo, tổ chức 7 buổi tư vấn hướng nghiệp cho gần 4.000 đoàn viên học sinh. Năm nay, huyện đoàn đã tạo điều kiện hỗ trợ 1.000 lượt đoàn viên vay trên 10 tỷ đồng để học tập phát triển kinh tế. Trong phong trào thanh niên tình nguyện, huyện đoàn đã duy trì hoạt động hiệu quả ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh và xây dựng 6 tuyến đường thanh niên kiểu mẫu. Tiếp theo là những thông tin tại huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, huyện Đất Đỏ là địa phương thuần nông với 70% dân số sống bằng nghề nông. Nhằm giúp cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, Hội Phụ nữ huyện Đất Đỏ đã xây dựng các tổ phụ nữ trồng hoa kiểng, đồng thời hỗ trợ hội viên phụ nữ vay vốn, tổ chức mô hình sản xuất, chọn giống, tìm đầu ra cho hoa kiểng. Từ khi mô hình tổ phụ nữ trồng hoa kiểng được nhân rộng, đời sống của không ít hội viên phụ nữ đã được nâng cao. Thời điểm này, các tổ phụ nữ trồng hoa kiểng trên địa bàn huyện đang tất bật với công việc chăm bón hoa Tết. Dự kiến năm nay, các tổ phụ nữ trồng hoa kiểng sẽ cung ứng cho thị trường khoảng 70.000 chậu hoa, chủ yếu là dạng thọ và cúc vàng. Vụ hoa Tết năm nay được chị em các tổ phụ nữ trồng hoa kiểng huyện Đất Đỏ chuẩn bị từ tháng 8 âm lịch. Năm nay, giá cả vật tư công chăm sóc tăng từ 10-15% so với năm ngoái. Do nhờ thời tiết thuận lợi nên vườn hoa ít bị tác động của sâu bệnh hại. Dự kiến năm nay, các tổ phụ nữ trồng hoa kiểng trên địa bàn huyện Đất Đỏ sẽ cung ứng cho thị trường khoảng 70.000 chậu hoa, chủ yếu là vàng thọ và cúc vàng. Ngoài tăng thu nhập, tạo việc làm cho chị em phụ nữ, việc trồng hoa Tết đã giúp cho nhiều hộ có thu nhập khá ổn định.
Là địa bàn cửa ngõ dẫn vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lại là địa phương công nghiệp và cảng biển với mật độ phương tiện và dân cư đông đúc, nên thị xã Phú Mỹ luôn đối mặt với những khó khăn trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kết thúc năm 2019, thị xã Phú Mỹ không đạt được mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông như kế hoạch đã đề ra. Kết thúc năm 2019, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 4 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2018, và thị xã Phú Mỹ nằm trong số này. Theo báo cáo của Công an thị xã Phú Mỹ, năm 2019, trên địa bàn thị xã xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông, làm chết 60 người, làm bị thương 34 người. So sánh với năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm 16 vụ, số người bị thương giảm 2 người, nhưng số người chết tăng 6 người, tức là tăng hơn 11%. Qua cái phân tích, tổng hợp cái số liệu, báo cáo từ các cái đơn vị nghiệp vụ, thì nhận thấy là cái tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn là có những cái chuyển biến, diễn biến phức tạp, đặc biệt là về tai nạn giao thông, về số vụ có giảm nhưng mà số người chết lại tăng gần như là 2/3. Cái số vụ là do người loại địa phương đi và đến địa bàn và xảy ra tai nạn trên địa bàn. 35 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong tổng số 56 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn thị xã Phú Mỹ xảy ra trên tuyến quốc lộ 51, tăng 25% so với năm 2018. Sự quá tải của quốc lộ 51 là một trong những nguyên nhân khiến cho việc lưu thông trên tuyến quốc lộ này luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Giao thông ở đây phức tạp lắm, tại vì thấy xe cộ chạy nguy hiểm lắm, nhất là xe đầu kéo châu Âu nữa, nó mấy đầu kéo dài dài đó là chạy đất ẩu, chạy quẹo ngã ba đó quẹo người ta hoài à. Tại vì phức cái tầm nhìn đó góc ngù mà quẹo đâu thấy, rồi do người dân mình thiếu thức nữa, người ta quẹo á thì nhường cho người ta đi, chui đầu lên thì nó ủi thôi. Sự xuống cấp của một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Phú Mỹ cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Cái đường này tại vì xe ô tô á, nó chạy nhiều nên thành ra là nó bị ổ gà ổ voi rất là nhiều. Thành ra mấy bữa nay là mùa mưa nữa, mùa mưa mà nước nó dâng lên thì mấy cái xe máy nó không có biết là người ta phóng nhanh á, làm cái rầm một cái là người ta lại té xuống, tai nạn rất là nhiều luôn. Với lại ô tô ở đây cũng phóng nhanh nữa. Công tác tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông hạn chế là những nguyên nhân khách quan khiến cho trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Phú Mỹ diễn biến phức tạp. Nhưng ngoài nguyên nhân trên, ý thức chấp hành luật giao thông và các quy tắc đảm bảo an toàn giao thông của một bộ phận người dân cũng rất hạn chế. Đó là nguyên nhân khiến các lỗi vi phạm như ngược chiều, chạy sai làn đường, vi phạm tốc độ và nồng độ cồn diễn ra phổ biến. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ anh có dấu hiệu. Sẵn rồi, có vụ rồi mà anh nghi ngờ gì nữa. Dạ, cô tư. Mời anh thổi một hơi dài, khi nào lực lượng nói ngưng thì anh mới được ngưng nhá. Rồi mời anh thổi. Thổi. Rồi, ok. Rồi, đây là kết quả đo nồng độ cồn của anh nhá. Rồi, kết quả đo nồng độ cồn của anh là 0.617 mg/1 lít khí thở nhá. Anh đã vi phạm vào một cái mức nồng độ cồn quy định của luật giao thông. Đi, anh cứ đi. Ba thằng uống con chai rượu. Câu hỏi là đi chai. Chai bao nhiêu ạ? Chai có 50, cái chai có xe 2 đấy. Anh phạt luôn, thẳng luôn, nặng em lấy xe em về chứ giờ xe đem về. Không được, anh nhà lỗi của anh là không xử phạt ở đây được. Ủa sao kỳ vậy? Hôm nào anh lên công an thị xã Phú Mỹ tiến hành đưa đầy đủ giấy tờ lên nhá. Và lên trên đó công an thị xã Phú Mỹ sẽ ra quyết định để cho anh đi đóng phạt. Anh cứ làm biên bản. Ok. Đúng rồi, mời anh ra ngoài để chúng tôi làm việc. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong năm 2019, thị xã Phú Mỹ và thành phố Vũng Tàu là hai địa phương có số người chết do tai nạn giao thông ở mức rất cao. Do đó, Ban An toàn Giao thông tỉnh yêu cầu hai địa phương này khẩn trương xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 với những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp nhằm kéo giảm số vụ tai nạn giao thông và số người chết. Ghi nhận từ huyện Châu Đức sẽ khép lại phần thông tin địa phương hôm nay. Thưa quý vị, gần 10 năm trước, nhiều nông hộ ở ấp Liên Hiệp 1 và ấp Liên Đức, xã Xà Bang, huyện Châu Đức đã mạnh dạn chuyển đổi từ chăn nuôi sang trồng nấm các loại. Nghề trồng nấm đang mang lại thu nhập cao và ổn định cho nhiều nông hộ trên địa bàn. Để cây nấm phát triển bền vững, các hộ trồng nấm nhỏ lẻ trên địa bàn huyện đã từng bước liên kết sản xuất với nhau nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và ổn định đầu ra. Từ khoảng năm 2010, nhiều nông hộ ở ấp Liên Hiệp 1 và ấp Liên Đức, xã Xà Bang, huyện Châu Đức đã mạnh dạn chuyển đổi từ chăn nuôi sang trồng nấm các loại. Hơn thế, không dừng lại ở những thành công riêng lẻ, từ năm 2017, các hộ trồng nấm tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức
chủ động liên kết với nhau để hỗ trợ nhau về kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật, về nguồn giống và cả đầu ra. Bởi có sự liên kết, các hộ vững tin hơn trong đầu tư công nghệ kỹ thuật, thống nhất về giá cả để không bị thương lái ép giá. Hiện tổ hợp tác trồng nấm xã Xà Bang có 24 thành viên. Sản phẩm chủ yếu của tổ hợp tác là nấm mèo, nấm bào ngư, nấm linh chi. Ứng dụng kỹ thuật cao, nấm của các thành viên trong tổ không chỉ đạt năng suất chất lượng cao mà còn thu hoạch quanh năm. Thưa quý vị, Côn Đảo được nhiều người biết đến bởi nơi đây lưu giữ những giá trị lịch sử dân tộc lớn lao, cảnh quan kỳ thú, môi trường trong lành. Côn Đảo còn có sức hút, hay nói theo một cách khác là mê hoặc nhiều người, bởi hầu như mọi địa danh ở Côn Đảo đều gắn với truyền thuyết hư hư thực thực, rất ly kỳ. Câu chuyện Bà Rịa Vũng Tàu, đất và người trong phần cuối chương trình Hòa Nhịp Phát Triển hôm nay giới thiệu đến quý vị một trong những địa danh trên đảo đã đi vào văn thơ, vào những câu chuyện truyền khẩu mà cứ qua mỗi người lại có thêm suy tưởng thật ngọt ngào, thật đẹp, đó là đảo Hòn Cao. Từ Hòn Côn Sơn Lớn để đến được Hòn Cao phải dùng cano hoặc tàu. Ngày biển lặng đi bằng cano nhanh nhất cũng phải gần 30 phút. Nằm khá xa đảo lớn Côn Sơn, Hòn Cao là nơi đầu sóng ngọn gió của quần đảo Côn Sơn. Phía trước Hòn Cao, bãi cát trắng trải dài dọc theo dãy núi hình cánh cung với hàng cây phong ba sừng sững chắn gió cho rừng dừa, chuối và cánh rừng nguyên sinh phía sau lưng vươn mình xanh ngút ngàn. Hòn Cao là một trong hai hòn đảo thuộc quần đảo Côn Sơn có nước ngọt. Vì vậy, trên đảo từng có dấu tích một làng cổ thời vua Gia Long là xóm Bà Thiết. Hòn Cao còn lưu dấu lịch sử địa ngục Trần gian, nơi giam giữ nhiều chí sĩ yêu nước, chiến sĩ cách mạng. Trong đó có cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, khoảng thời gian 1930-1931. Tại đây, hiện vẫn còn dấu tích một phần trại giam, những ngôi mộ tù. Môi trường sinh cảnh ở Hòn Cao nguyên vẹn, nét hoang sơ, bởi ở đây được bảo vệ, bảo tồn rất nghiêm ngặt. Mọi sinh hoạt của du khách, kể cả lực lượng kiểm lâm, đều phải ngừng trước 19:30 để trả lại không gian tự nhiên cho những chủ nhân thực sự trên hòn đảo này, là rùa biển và các động vật khác. Tên gọi Hòn Cao xuất phát từ câu chuyện tình ngang trái giữa hai người anh em cùng cha khác mẹ, Cao và Trầu. Không thể thành chồng thành vợ, người chọn cái chết để giải thoát, người bỏ đến một hòn đảo khác. Từ đó mà dịch nên câu thơ, đi đâu mà chẳng thấy về, hay là quần tía dựa kề áo nâu. Ai về nhắn với ông Cao, Hòn Cao cách bãi đầm Trầu bao xa. Côn Đảo mình có rất là nhiều các cái bãi biển đẹp, thì gia đình tôi cũng thường thường là đi tới những cái bãi biển mà nói chung là những cái vẻ đẹp hoang sơ vậy đó. Thì bên cạnh mà đi du lịch picnic thì chúng tôi còn đi là ví dụ như là làm sạch cho môi trường biển chẳng hạn. Ấn tượng với truyền thuyết và lịch sử, Hòn Cao còn để lại ấn tượng khó phai trong nhiều người, ngay cả cư dân đảo thường xuyên ghé qua Hòn Cao, là thiên nhiên, cảnh quan tươi đẹp. Khu vực Hòn Cao cũng là nơi có thể lặn ngắm san hô, xem rùa đẻ, thả rùa con về biển. Tôi nhận ra hai cái điểm quý. Điểm thứ nhất là cái cảnh quan rất là nguyên sơ, với nước xanh trong như thế này, và những cái thềm đá rất là đẹp. Điểm thứ hai, đây chính là cái nơi mà những con rùa nó lên, nó đẻ trứng. Và như vậy về mặt môi trường thì ở đây rất là tốt. Người ta đã bảo quản những cái trứng rùa cho nó sinh sôi phát triển, rồi lại thả lại với biển. Thì tôi nghĩ nó không chỉ là một cái điểm du lịch đâu, mà nó có ý nghĩa giáo dục cho mọi người về cái bảo tồn cái đa dạng sinh học và thiên nhiên rất là tốt. Một cái địa điểm tuyệt vời của Côn Đảo. Địa điểm Hòn Cao á, là một cái địa điểm mà cách xa cái đảo lớn của mình. À, cái về cái tài nguyên môi trường cũng như là cái di tích lịch sử là gắn kết với nhau, là hai cái điểm đặc biệt này. Và cái công tác bảo tồn rùa biển tại Hòn Cao là một trong những cái công tác điểm của Vườn Quốc gia Côn Đảo. Sinh cảnh kỳ thú, môi trường trong lành, Hòn Cao đã góp phần khẳng định vị thế cho Côn Đảo, như nhiều kênh truyền thông danh tiếng thế giới bình chọn là một trong 4 viên ngọc quý trên biển ở Đông Nam Á. Chương trình Hòa Nhịp Phát Triển của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây tạm dừng. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị trong những thông tin thời sự vào các khung giờ 14:50, 18:00, 18:30 và 21:50 trong ngày.